Tử Vi tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, từ giờ đến cuối năm 2024. Tổ tiên ban lọc, gia tiên độ trì, tiền về tận cửa, giàu lên nhanh. Quý cô chú tuổi Đinh Mùi 1967, khi nhìn lại hành trình đã qua, chắc hẳn có thể cảm nhận được sự hy sinh lớn lao và gian truân suốt cuộc đời. Sinh ra trong thời kỳ đầy biến động, từ nhỏ đã phải đối diện với nhiều thử thách, khắc nghiệt của cuộc sống. Dù luôn đối diện với khó khăn, quý cô chú vẫn luôn cố gắng không ngừng, hy sinh vì con cái và gia đình. Giờ đây, khi đã bước vào độ tuổi xế chiều, quý cô chú chuẩn bị cho giai đoạn nghỉ hưu. Cuộc đời nhiều gian truân nhưng cũng sắp đến hồi bừng sáng, khi được tổ tiên ban lộc, gia tiên độ trì, giúp tiền tài và may mắn kéo đến như gió trời thổi tới. Trong giai đoạn từ nay đến cuối năm 2024, các sao tốt chiếu mạng Báo hiệu một thời kỳ hứa hẹn nhiều thay đổi tích cực về mọi phương diện, đặc biệt là tài chính. Tổ tiên ban phúc, gia tiên độ trì sẽ giúp quý cô chú mở ra một con đường mới, nơi mà cơ hội vàng sẽ đến, mang lại sự giàu có và thịnh vượng không ngờ. Dù đã gần đến tuổi nghỉ hưu, nhưng từ giờ đến cuối năm 2024, quý cô chú tuổi đinh mùi vẫn còn có thể đón nhận những cơ hội lớn trong sự nghiệp. Sao tốt chiếu mệnh báo hiệu có sự hỗ trợ từ người trên, quý nhân phù trợ nếu đang kinh doanh hoặc đầu tư hãy chuẩn bị tâm thế cho một cú hích tài chính lớn đối với những ai vẫn còn làm việc trong môi trường công sở công việc có thể thuận lợi hơn nhận được sự công nhận và có thể được thăng chức tăng lương những khó khăn mà quý cô chú từng đối diện trong suốt thời gian qua dường như sẽ được đền đáp nhờ vào sự chăm chỉ và kiên trì tổ tiên ban lọc tiền tài bắt đầu chảy vào như mạch nước ngầm vọt lên sau bao năm khô cằn những dự án hoặc hợp đồng còn đang dở dang có khả năng hoàn thành xuất sắc, mang lại nguồn thu lớn. Đặc biệt, những ai đang làm nghề liên quan đến kinh doanh gia đình hoặc công việc có sự liên kết với phong thủy, tâm linh sẽ nhận được lộc lớn từ gia tiên độ trì. Chủ đề chính trong tử vi tài chính của quý cô chú đinh mùi, từ giờ đến cuối năm 2024 là tiền về tận cửa, giàu lên nhanh. Đây là giai đoạn mà quý cô chú sẽ cảm nhận rõ sự ban phúc của tổ tiên. Khi tiền bạc dồi dào đến bất ngờ, có thể là những khoản thu nhập ngoài mong đợi, bất ngờ có lộc từ con cháu, người thân hoặc từ những cơ hội kinh doanh, đầu tư phát sinh. Sao tốt chiếu sáng mang đến tài vận cực tốt. Những ai đang tham gia đầu tư bất động sản, chứng khoán hoặc buôn bán sẽ thấy dòng tiền tăng nhanh chóng. Nếu quý cô chú đang sở hữu tài sản, đây là thời điểm lý tưởng để cân nhắc việc bán đi với giá cao hoặc đầu tư vào những cơ hội sinh lời cao khác. Đặc biệt, có dấu hiệu cho thấy gia tiên sẽ trợ lực rất mạnh, giúp quý cô chú tránh khỏi rủi ro và nhận về lợi nhuận lớn. Quý cô chú cũng nên lưu ý về việc giữ gìn tài chính cá nhân, biết sử dụng tài sản một cách khôn ngoan. Dù vẫn may tài lộc đang dồi dào, nhưng cũng cần cẩn thận trong việc đầu tư và chi tiêu, tránh những dự án rủi ro cao. Gia đạo của quý cô chú tuổi đinh mùi 1967 trong giai đoạn cuối năm 2024 này sẽ rất yên bình và hạnh phúc đây là thời gian mà gia đình sẽ được hưởng phúc lọc từ tổ tiên mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình sẽ trở nên gắn kết hơn mọi hiểu lầm và xung đột trước đây đều được hóa giải con cháu trong nhà sẽ đạt được những thành công nhất định khiến quý cô chú cảm thấy tự hào đây cũng là thời điểm để quý cô chú nhìn lại những nỗ lực và hy sinh suốt cuộc đời từ đó cảm nhận sự viên mãn trong cuộc sống gia đình bằng sự độ trì của tổ tiên con đường phía trước sẽ mở ra một tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ sau. Đối với những mối quan hệ ngoài gia đình, quý cô chú cũng sẽ gặp được nhiều người tốt, sẵn sàng giúp đỡ trong những lúc cần thiết. Có dấu hiệu cho thấy quý cô chú sẽ được mời tham gia vào các hoạt động xã hội hoặc tôn giáo, nơi mà quý cô chú có thể tiếp tục đóng góp và lan tỏa giá trị cho cộng đồng. Về phương diện sức khỏe, đây là giai đoạn mà quý cô chú tuổi đinh mùi 1967 cần chú ý hơn đặc biệt là các vấn đề liên quan đến xương khớp huyết áp và hệ tiêu hóa tuy nhiên nhờ sự bảo hộ của tổ tiên và sự hiện diện của sao tốt sức khỏe của quý cô chú sẽ được giữ vững không gặp những trở ngại lớn quý cô chú nên duy trì lối sống lành mạnh tập thể dục nhẹ nhàng và chú ý đến chế độ dinh dưỡng nếu có thể hãy tham gia các hoạt động thiền định hoặc đi lễ đền chùa đây không chỉ giúp quý cô chú giải tỏa tâm trí mà còn là cách để kết nối với tổ tiên nhận thêm phúc lành từ gia đình tâm linh. Đừng quên rằng, sức khỏe tinh thần cũng rất quan trọng. Hãy dành thời gian thư giãn, tránh căng thẳng và áp lực. Đặc biệt, với sự an tâm và tin tưởng vào sự phù trợ của tổ tiên, mọi khó khăn về sức khỏe đều sẽ được vượt qua một cách nhẹ nhàng. Từ giờ đến cuối năm 2024, tử vi của quý cô chú tuổi Đinh Mùi cho thấy một sự thay đổi đáng kinh ngạc về vận mệnh. Sau bao năm vất vả, quý cô chú cuối cùng sẽ được tổ tiên ban lọc mang lại cơ hội để tăng cường tài sản và đạt được sự giàu có một cách nhanh chóng đừng ngại đón nhận những cơ hội mới nhưng cũng cần giữ sự thận trọng và khôn ngoan trong mọi quyết định hãy tiếp tục duy trì tinh thần lạc quan sống tích cực và giữ vững niềm tin vào sự phù hộ của gia tiên đây không chỉ là thời điểm để hưởng lọc trời ban mà còn là cơ hội để quý cô chú chuẩn bị cho một cuộc sống viên mãn hạnh phúc bên con cháu với tài lộc dồi dào và sức khỏe bền bỉ. Cuối năm 2024 hứa hẹn mang đến cho quý cô chú tuổi đinh mùi 1967 một giai đoạn bừng sáng, sau những năm tháng gian khổ. Gia tiên độ trì, tổ tiên ban phúc sẽ giúp quý cô chú đón nhận tiền tài, và sự thịnh vượng chưa từng có. Hãy tin rằng mọi điều tốt lành đang đến, và cuộc sống từ đây sẽ chỉ càng ngày càng khởi sắc, với tài lộc đầy nhà, phúc báo cho cả gia đình để quý cô chú tuổi đinh mùi 1967 có thể nhận được trọn vẹn phúc lộc do tổ tiên ban dưới sự độ trì của gia tiên. Từ giờ đến cuối năm 2024 cần lưu ý kỹ năm điều sau. Những điểm này không chỉ giúp quý cô chú đón nhận tiền tài, may mắn mà còn đảm bảo cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. 1. Duy trì lòng hiếu thảo và tâm linh hướng về tổ tiên. Để tổ tiên ban lộc, gia tiên độ trì, Điều đầu tiên quý cô chú tuổi đinh mùi 1967 cần lưu ý là duy trì lòng hiếu thảo và giữ gìn mối liên kết tâm linh với tổ tiên. Thường xuyên thắp hương, dọn dẹp bàn thờ sạch sẽ, thỉnh thoảng cầu khấn tổ tiên, bày tỏ lòng biết ơn với những người đã khuất sẽ là cách để nhận thêm sự phù hộ từ bề trên. Ghi nhớ, đừng bỏ qua việc thắp hương vào các dịp lễ, rằm hoặc khi gia đình có những sự kiện trọng đại. Điều này giúp gia tiên cảm nhận được lòng thành của quý cô chú và đáp lại bằng sự trợ giúp trong cuộc sống. 2. Tập trung vào những cơ hội tài chính tiềm năng, tránh đầu tư rủi ro cao. Từ nay đến cuối năm 2024, nhiều cơ hội tài chính sẽ đến với quý cô chú tuổi đinh mùi 1967. Tuy nhiên, để tiền về tận cửa và giàu lên nhanh, quý cô chú cần cẩn trọng lựa chọn những cơ hội đáng tin cậy, tránh đầu tư vào những dự án có rủi ro cao. Đây là thời điểm để quý cô chú phát triển tài chính một cách khôn ngoan và ổn định, nhờ sự phụ trợ của gia tiên. Ghi nhớ, đừng vội vàng tham gia vào các khoản đầu tư mới nếu chưa nắm rõ thông tin, hãy tìm đến những kênh đầu tư an toàn hoặc xin lời khuyên từ người có kinh nghiệm. Khi đầu tư khôn ngoan, tổ tiên sẽ trợ lực giúp quý cô chú thu về lợi nhuận lớn. 3. Giữ tinh thần tích cực, tránh xa lo lắng và căng thẳng. Một tinh thần lạc quan và thái độ sống tích cực là chìa khóa để nhận được sự trợ giúp từ gia tiên. Quý cô chú tuổi đinh mùi 1967 đã trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng giai đoạn sắp tới sẽ có sự thay đổi tốt đẹp. Để đón nhận phúc lộc từ tổ tiên, quý cô chú cần giữ vững niềm tin, tránh xa những lo lắng không cần thiết. Những suy nghĩ tích cực sẽ thu hút thêm năng lượng tốt từ vũ trụ và gia tiên, mang lại vận may lớn. Ghi nhớ tự nhủ rằng mọi khó khăn trước đây đều chỉ là thử thách hãy nhìn vào những thành tựu và sự hy sinh đã qua để tự hào và tin tưởng vào tương lai 4. chăm lo sức khỏe đảm bảo sự bình bỉ cho hành trình dài sức khỏe là nền tảng của mọi thành công và hạnh phúc dù gia tiên độ trì nhưng quý cô chú tuổi đinh mùi 1967 cũng cần chăm sóc tốt cho bản thân duy trì sức khỏe để có thể đón nhận phúc lộc đặc biệt hãy chú ý đến những vấn đề về xương khớp huyết áp và hệ tiêu hóa những bệnh thường gặp ở tuổi trung niên. Ghi nhớ, hãy duy trì thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ, ăn uống lành mạnh và tập thể dục nhẹ nhàng. Gia tiên sẽ phù hộ cho sức khỏe của quý cô chú, nếu quý cô chú biết cách chăm sóc bản thân. 5. Chia sẻ phúc lộc với cộng đồng, giúp đỡ người khác. Một điều rất quan trọng, để quý cô chú tuổi đinh mùi 1967 nhận được phúc lộc từ tổ tiên là chia sẻ những điều tốt lành với người khác. Nếu quý cô chú đang có cơ hội về tài chính hoặc thành công, đừng ngần ngại chia sẻ một phần phúc lộc đó với người cần giúp đỡ. Việc này không chỉ làm cho lòng nhân ái lan tỏa, mà còn là cách để gia tiên nhìn nhận lòng thành của quý cô chú, từ đó tiếp tục phù trợ và ban phát nhiều lộc hơn. Ghi nhớ, đừng ngại tham gia các hoạt động từ thiện hoặc giúp đỡ những người xung quanh. Khi quý cô chú lan tỏa tình yêu thương, Phúc lộc từ tổ tiên sẽ ngày càng dồi dào, tiền tài kéo đến nhanh chóng hơn. Kết luận: Quý cô chú tuổi Đinh Mùi 1967 hãy lưu ý những điều trên để tận hưởng trọn vẹn phúc lộc từ tổ tiên và gia tiên độ trì. Khi duy trì lòng hiếu thảo, sống tích cực, quản lý tài chính khôn ngoan và chăm sóc sức khỏe, quý cô chú sẽ thấy tài lộc và may mắn đến từng ngày. Cuối năm 2024 Quý cô chú chắc chắn sẽ cảm nhận sự giàu có và thịnh vượng để lại những tháng ngày khó khăn phía sau. Từ nay đến cuối năm, quý cô chú tuổi đinh mùi 1967 nên xem xét lại toàn bộ tài sản và các nguồn thu nhập hiện có để lên kế hoạch cụ thể cho giai đoạn nghỉ hưu sắp tới. Những khoản tiết kiệm, đầu tư hoặc các tài sản cố định như bất động sản cần được đánh giá lại một cách cẩn thận. Quý cô chú có thể tham khảo các chuyên gia tài chính để xây dựng một danh mục đầu tư an toàn đảm bảo nguồn thu ổn định cho những năm tháng về hưu ngoài ra quý cô chú cũng nên cân nhắc việc tạo thêm nguồn thu nhập thụ động như từ bất động sản cho thuê hoặc các quỹ đầu tư ít rủi ro đây là cách để không chỉ duy trì tài chính mà còn tạo điều kiện để quý cô chú tận hưởng cuộc sống mà không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc để chuẩn bị tốt cho giai đoạn nghỉ hưu sau này quý cô chú cần học cách quản lý chi tiêu một cách khoa học từ giờ đến cuối năm 2024, hãy đánh giá lại các khoản chi tiêu không cần thiết và lập kế hoạch ngân sách phù hợp với mức sống hưu trí. Điều này sẽ giúp quý cô chú tránh được tình trạng hụt ngân sách khi về già và duy trì cuộc sống thoải mái, ổn định. Quý cô chú có thể cân nhắc việc cắt giảm một số chi phí hiện tại hoặc tìm các hình thức tiết kiệm phù hợp, ví dụ như thanh toán sớm các khoản vay hay nợ còn lại để giảm gánh nặng tài chính về sau bằng cách tập trung vào việc chuẩn bị kỹ lưỡng từ tài chính đến sức khỏe và tinh thần quý cô chú sẽ có thể bước vào giai đoạn nghỉ hưu với sự tự tin an tâm và hạnh phúc cảm ơn quý cô chú đã dành thời gian xem video này nếu trong quá trình biên soạn nội dung có bất kỳ điều nào sai sót hoặc chưa đầy đủ ban biên tập chương trình kính mong nhận được sự góp ý của quý cô chú để chúng tôi có thể khắc phục các thiếu sót này và xây dựng thêm nhiều nội dung hay về tử vi số mệnh quý cô chú đừng quên đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin mới nhé kính chúc quý cô chú thật nhiều may mắn vạn sự như ý